MO Ashtray là một tựa game giải đố hành động 2D của nhà làm game Rayark được phát hành trên Steam vào ngày 25 tháng 10 năm ngoái. Có thể với một số bạn, đặc biệt là những chúa tể Weeaboo đã nghe qua, thân thuộc hoặc quen biết với cái tên Rayark này bởi họ chính là nhà phát triển của series game có tên là Cytus trong nền tảng iOS và Android. Một tựa game thể loại osu với chất lượng âm nhạc được đánh giá cực kỳ tích cực và tung hô hết lòng. MO tính tới điểm hiện tại đã có một đánh giá lên tới 95% positive mặc dù chỉ có hơn 2.000 lượt đánh giá trên Steam. Và để người xem video này có cơ hội trải nghiệm tựa game này một cách mượt mà nhất và tránh spoiler, mình và Blackwood xin đưa lên nhận định rằng MO là một tựa game rất đáng đồng tiền bát gạo của bạn. Và nếu có điều kiện, bạn nên tự thân mình trải nghiệm chúng ngay từ bây giờ. Mà đừng quên ủng hộ nhà phát hành bằng cách mua game bản quyền nhé. Còn nếu bạn đọc vẫn đang phân vân có nên xúc tiếp MO hay không, thì chào mừng đến với bài review của bọn mình. Trước khi vào phần chính của video thì cho mình xin phép quảng cáo một chút. Đó chính là nếu như các bạn là một người đam mê công nghệ cũng như sản phẩm liên quan đến gaming chủ yếu, ví dụ laptop, chuột, bàn phím máy tính, thì đừng quên đăng ký kênh Instagram của bọn mình. Đây là kênh video chuyên về công nghệ, review đánh giá sản phẩm cũng như những cái video liên quan đến đời sống công nghệ. Hãy ủng hộ bọn mình bằng cách truy cập vào đường link mình để trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu video thôi. Đầu tiên hãy cùng nhau nói về mặt cốt truyện. Cảnh báo, đây là khu vực có spoiler và nếu như các bạn không muốn nghe spoiler thì hãy tua ngay đến phần gameplay và soundtrack cũng như các phần khác nhé. Còn bây giờ, nếu như bạn nào muốn nghe một chút về phần cốt truyện thì hãy cùng lắng nghe. Slam từ lâu được coi là hình tượng sinh vật được sử dụng và bị lạm dụng một cách vô cùng thừa thãi tới mức trở nên gọi là nhàm chán trong nền công nghiệp anime ngày nay. Chúng cực kỳ yếu ớt, vô dụng và thường chỉ làm cơ sở cho các màn được gọi là fan service, làm cho đã mắt người xem và thỏa mãn những chúa tể weebu như bọn mình đã nói ở đầu video. Khi đó, những người Đài Loan, mà cụ thể là hãng Rayark ở đây, đã quyết định như vậy là quá đủ rồi, quá mệt mỏi và quá phát chán với hình tượng slam trong đống anime tương tự như Isekai với seasonal waifu rác rưởi của Nhật Bản đẻ ra hàng năm và quyết định sẽ làm riêng một con slam nhưng được xây dựng một cách nghiêm túc và có lý do thật sự để tồn tại. Nó được tăng cường sức mạnh như đúng rồi và thậm chí có cả một câu chuyện ra nghĩa, ra hồn cho chúng ta trải nghiệm sự thay đổi mới lạ này. MO Ashtray đặt bối cảnh tại một cơ sở nghiên cứu của loài người tại một hành tinh hoàn toàn xa lạ bên ngoài vũ trụ khi con người đã bắt đầu du hành và khai hóa thuộc địa không gian. Tuy nhiên, một chuỗi tai nạn xảy ra và nhấn chìm tất cả vào hỗn loạn. Cuối cùng là sự diệt vong của toàn bộ phi hành đoàn. Bạn được tái sinh thông qua dạng công nghệ sinh học cực kỳ tiên tiến và phức tạp, nhưng lại dưới chỉ hình hài một con slam như trong anime và trong tay của chị Thơ Nguyễn. Và bắt đầu hành trình của mình giải cứu một nữ nhân vật bí ẩn chỉ đạo bạn. Cốt truyện thực sự của MO là phải do bạn tự tìm hiểu vì nó được ẩn giấu vào môi trường game cực kỳ nhiều và bạn sẽ phải đưa ra dựa trên các thông tin khai thác từ môi trường song game bao gồm kẻ địch, khu vực bí mật, môi trường không gian xung quanh, các tên chủ bạn đánh nhau và cả tên của chapter bạn đang chơi. Từ đó, sâu chuỗi lại những thông tin này để vẽ lên một bức tranh toàn cầu cho những chuyện và âm mưu đang thật sự diễn ra ở đây. Thậm chí, có một con boss ở trong game mang ý nghĩa và tác động cực kỳ lớn lên việc nắm bắt cốt truyện trong game. Nếu không thì mặc dù trong cốt truyện chính bạn sẽ vẫn được xem các đoạn cutscene ngắn để nắm được hướng đi, tiến triển tiếp theo cốt truyện, nhưng bạn bắt buộc sẽ vẫn phải mất đến khoảng 50% nội dung ẩn giấu đằng sau đó trong môi trường của tựa game này. Đồng thời, sau mỗi một chapter, bạn sẽ mở khóa ra một chap truyện tranh lý giải sự kiện xảy ra trước khi toàn bộ cơ sở mất kiểm soát hoàn toàn. Nhưng vì lý do chúng spoiler cực kỳ nặng, nên bọn mình quyết định nếu như bạn tò mò, hãy tra lấy cho bản thân. Những mẩu chuyện này sẽ chỉ cho bạn nắm được một phần quá khứ các nhân vật và các sự kiện chính xảy ra đối với nhân vật nữ bí ẩn kia và cả cội nguồn thật sự của bạn. Có hai cách mà MO kết thúc câu chuyện của nó, hoặc là bạn phá đảo chay, mặc kệ mọi thứ và chỉ quan tâm đến việc phá đảo game càng nhanh càng tốt. Hoặc bạn khám phá ra tất cả những bí mật ẩn giấu trong game để mở khóa good ending của MO, còn bad ending là kết mở. Không rõ là Rayark có ý định làm phần 2 không, nếu họ quyết định dùng bad ending để làm true end, mà có lẽ khả năng cực kỳ cao là không phải vì thực sự cái good ending của tựa game này đã là quá chuẩn rồi. Nhìn chung về mặt cốt truyện, MO sở hữu một cốt truyện có chiều sâu lớn để kích thích sự tò mò của người chơi thông qua những đoạn ký ức và bí mật trong game được chắp vá lại rất chi tiết và đầy đủ. Bạn sẽ còn được khuyến khích tìm hiểu về chúng bởi mở khóa đủ 5 bí mật sẽ cho bạn thêm một vạch máu nữa. Dù vậy thì với một người chơi mà có thể nói là mang ý nghĩa tiêu cực gần như trong mọi tình huống như Blackwood thì gần như đã biết được cốt truyện ngay từ đầu sẽ đi về đâu rồi. Ok, đó là nói rất sơ qua về cốt truyện mà thôi. Bây giờ hãy cùng nhau đón những điểm đáng tiền, đáng mua và đáng trải nghiệm từ game này. Đầu tiên, hãy cùng nói mặt đồ họa. Trong ngành công nghiệp game hiện nay thì đối với game indie phát hành độc lập, thực ra cái này cũng không hoàn toàn đúng với cả Rayark bởi vì họ không hề nhỏ một chút nào. Mà việc sử dụng nền tảng đồ họa pixel thì khá đẹp và bắt mắt đã trở thành một tiêu chuẩn đòi hỏi bắt buộc gần như là hiển nhiên rồi.
kết hợp với cơ chế di chuyển rất mượt mà và gắn chặt chẽ với các định luật vật lý cùng lối dẫn dắt gameplay ở mức độ thách thức. Phong cách kể chuyện gắn liền với các màn gameplay tuy rất đơn giản là qua màn nào kể tiếp chuyện màn sau đó, nhưng cực kỳ có chiều sâu và cuốn hút khá tốt bằng việc phối tông màu chủ đạo để mỗi một màn chơi, mỗi một không gian thế giới trong MMO đều có nét đẹp, đều có điểm nhấn nhất định lớn lên tâm trí của người chơi. Mặc dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, tông nền đồ họa pixel ở trong MMO thất bại trong việc không mang bất kỳ tính cách mạng hay hiện đại hóa loại hình đồ họa này một cách đáng kể, mà cũng không để lại bất kỳ dấu ấn in sâu đậm trong người chơi. Và nếu ví von một số ví dụ như series Hotline Miami đã bứt phá vượt qua mọi giới hạn với nền tảng cực kỳ bạo lực và máu me, các nhân vật có thiết kế với chủ ý sơ sài nhưng lại có những đặc điểm cực kỳ đáng nhớ như Richter đối với bọn mình. Hay ở một tựa game khác mang đậm lối nét vẽ Weebu với phong cách chilling và casual hơn là series Two Hour, nổi tiếng một phần lớn bởi vì nhờ thiết kế nhân vật đậm mùi fanservice để rồi dẫn đến một đống memes, hàng tấn doujin và Rule 34 nóng bỏng chảy cả nước dãi. Nhưng do chủ yếu cốt truyện về việc xây dựng thế giới nên MMO đã không thể tỏa sáng về mặt đồ họa như hai series game kia được. Tóm lại, thực sự có thể nói thì chúng ta cũng không có quá nhiều điểm có thể đáng chê trách với nền tảng đồ họa của tựa game này được. Và theo một số chia sẻ của Blackwood thì bạn ấy thấy rằng là theo trải nghiệm của bạn ấy thì hầu như toàn bộ tựa game indie nào được đầu tư và tài trợ ra hồn mà sử dụng cái đồ họa pixel chủ đạo thì sẽ luôn luôn đạt điểm nhấn rất ấn tượng. Ngay cả với tựa game như là Paper Please đã dùng đồ họa pixel đến mức tối thiểu chỉ với những tông màu rất đơn giản và quá rõ ràng tách biệt như đen và trắng. Nhưng khi kết hợp lại những yếu tố bên cạnh một cách nhuần nhuyễn như cốt truyện, nhạc, gameplay thì vẫn có thể trở nên cuốn hút và hấp dẫn một cách khác thường. Ok, đó về mặt đồ họa. Còn về mặt soundtrack thì sao? Kỳ vọng không thể tách rời hay bỏ qua của một trong những ông kệ của làng game Osu, vốn cực kỳ dựa vào chất lượng các bản nhạc để làm điểm nhấn và bán game chính, đã định hình cả dòng thể loại game này. Các bản nhạc ở trong MMO được đầu tư rất tỉ mỉ để lồng ghép một cách rất hợp lý và tối đa hóa các khung bậc cảm xúc của người chơi một cách tốt nhất với cốt truyện của game, thông qua phân đoạn đi từ khám phá môi trường, giải đố, vượt chướng ngại vật, tức là màn platforming ấy, cho tới đánh nhau ở trong game với mục đích cuối cùng, đồng cảm hóa người chơi với chú Slam và nhân vật nữ chính bí ẩn đã dẫn dắt bạn. Đại đa số những bản nhạc của MMO đều mang một tông nhạc đậm mùi u tối và phiền muộn với lời giọng thì thào, kéo dài, thở dài của nhân vật nữ chính kia trong cốt truyện, tượng trưng những sự kiện bi thảm đã xảy ra không chỉ đối với toàn bộ phi hành đoàn con người trên hành tinh mà còn cả cô ta trong thế giới đổ vỡ, tàn khốc và thù địch của MMO. Đặc biệt là đối với nhân vật chính của game, tức là con Slam, thì đã được khắc họa tính cách rất tốt dù chỉ thông qua những bản nhạc đó và chút hiệu ứng hình ảnh đơn giản. Riêng các màn đấu boss thì tuy vẫn mang nền trầm và được tiết tấu hóa cao độ lên nhưng không đến nỗi như là Doom vì nó lạc đề và lệch tông quá, nhưng đủ để khuấy động bầu không khí gameplay trở nên căng thẳng và gay cấn hơn để kích thích người chơi vào chế độ game thủ. Nếu phải chỉ ra một điểm yếu thì có lẽ là giá trị nghe lại khi không chơi game. Cũng phải tùy vào tâm lý của người chơi và nghe, nhưng theo bọn mình thấy thì các bản soundtrack của MMO không đủ đô đối với những người đam mê bạo lực khi nghe bình thường mà không chơi game, có cảm giác rất chi là buồn ngủ. Về mặt gameplay, gameplay của MMO đúng những gì bạn kỳ vọng một tựa game hành động, giải đố và di cảnh. Di chuyển chính là hành động. Ban đầu con Slam của bạn chỉ có thể nhảy một khoảng cách ngắn và không có cách nào để làm tổn thương hay tránh né kẻ địch. Nhưng đồng thời các chướng ngại vật cũng không phải quá hóc búa và bạn sẽ không cần phải lo lắng về kẻ địch. Nhưng theo tiến trình của game, khi bạn dần mở khóa kỹ năng di chuyển cấp cao như nhảy đúp, húc người và có cả kỹ thuật giết người thì những thử thách lớn hơn của MMO mới thực sự bắt đầu. Nhận xét một cách tóm tắt, dù MMO không mang một ý tưởng hay thiết kế nào mới mẻ để tiến hóa dòng game này, nhưng vẫn có thể coi tựa game này đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của nó, vì suy cho cùng, tốt gỗ thì vẫn hơn tốt nước sơn. Điểm thu hút nhất của MMO lại dựa vào cốt truyện của nó, nhờ sự kỳ bí và quyến rũ để thúc giục người chơi tiếp tục cuộc hành trình. Các thử thách của MMO luôn chỉ có duy nhất mục đích đến là đi sang phía bên kia của màn chơi, nhưng nó rất thành công trong việc tạo cho bạn cảm giác trải nghiệm rất đa dạng, với phần thưởng xứng đáng, với chất xám não hay protein được đốt cháy thông qua việc thiết kế những màn chơi và giải đố, không bản nào giống bản nào. Mỗi thách thức ở mỗi chương đều có lý do tồn tại chính đáng, có sự tách biệt rõ ràng. Kết hợp với cả yếu tố như fan service như cho con Slam của bạn một cách thần kỳ nào đó có thể lái một cỗ Titan đi tàn sát kẻ địch để khuấy động không khí gameplay cho nó cháy nổ hơn nữa. Mặc dù có một số màn giải đố hóc búa đến mức đủ để bạn cảm thấy thỏa mãn như vừa mở con mắt thứ ba và có hứng máu chiến hơn nữa để sẵn sàng giải đố cho màn chơi tiếp theo. Hoặc có thể là do người viết kịch bản video này hơi thiểu năng một chút để không nhìn ra lời giải từ đầu. Phần thưởng mới chính là thứ tuyệt vời nhất mà MMO đã làm rất vô cùng xuất sắc trong việc chiều lòng các Slammer. Sau mỗi một thách thức bạn vượt qua, bạn sẽ được nghe những lời hội thoại tuy chỉ mang tính chất một chiều mà cũng chỉ đơn giản những âm thanh tượng trưng của nhân vật nữ kia với những câu từ ú ớ, ngắn thở, nghít dài. Nhưng đấy lại là một điểm hớp hồn cực kỳ mạnh mẽ lên các Weebu, lại còn rất ngọt ngào và thú thật, có phần có một chút gì đó horny.
hoặc là nếu việc bạn khám phá ra khu vực giấu bí mật gì đó thì sẽ mở khóa cả bí mật trong game với phần thưởng là một cutscene. Để nói kỹ hơn một chút về các màn giải đấu này thì chúng trải dài từ kỹ năng xử lý lia chuột hay tay cầm chính xác với tốc độ đến có thể nói là tuyệt đối, từ những màn đòi hỏi phản xạ chuẩn xác và nhạy bén đầu não tính toán cao độ như Simple về AWP cho đến những màn đòi hỏi cả một đội tuyển thi đấu eSports phải vắt óc ra mà suy nghĩ, trừ Ents ra bởi vì họ cần thêm hỏa lực chứ không cần não. Một số câu đố còn mang tính thử thách hơn khi MO buộc bạn phải nắm vững cực kỳ chắc chắn những cơ chế di chuyển, cách mà con slam của bạn hoạt động như khoảng cách nhảy đúp hay tầm bay tối đa, thời gian bám dính lên tường, yêu cầu bạn phải lập tức xây ngay một miếu thờ chúa hỗn mang Zing, chúa tể của sự tiến hóa và mưu mô để có thể vượt qua được. Tóm lại, gameplay của MO, ít nhất là trong lần chơi trải nghiệm đầu tiên, không hề mang tính lặp lại, vì với mỗi màn giải đấu có các cơ chế được thiết kế cực kỳ độc lập và có sự khác biệt rất lớn và đáng kể. Tựa game này có cơ chế giao tranh khi đối đầu với một số kẻ địch có thể làm bạn sẽ phải ra mồ hôi nhễ nhại trong lần đầu trải nghiệm nếu không cứng tay, buộc bạn sẽ phải căng não căng tay các thứ để tính toán đường đi nước bước, bởi các cuộc ẩu đả đấu đá này không phải là spam chuột cho đến một trong hai phải chết, mà là sự kết hợp cân bằng giữa việc vừa lia tay parkour địa hình, vừa phản xạ tinh não né đòn và vừa phải động não tính toán lợi dụng địa thế và hành vi của kẻ địch để vượt qua thử thách. Tuy nhiên, bạn xem video này nghe vậy thôi nhưng thực tế gameplay khi đánh nhau của MO nếu so với các màn thách thức vượt hình khác thì cũng không quá khác biệt do được phức tạp hóa thêm bởi để né tránh đòn tấn công. Để nói về đánh boss thì mỗi một chapter đến màn chơi cuối cùng sẽ có màn đánh boss và bạn phải đập chết chúng thì mới qua được màn tiếp theo. Các con boss được thiết kế sao cho chúng có mục đích rất rõ ràng, cho người chơi thấy con slam của bạn nhỏ bé và yếu ớt đến nhường nào. Khi đánh nhau với boss, nếu các bạn đã quen với dòng game show thì sẽ hiểu cơ chế game, chết để tiếp bước, hoặc ăn đòn rất đau để dần dà từ đó nắm bắt được cơ chế hành động, các loại hành vi của các đường tấn công của các lũ boss. Các màn đấu boss cũng rất ổn, với nhiều cơ chế gốc của game được gói lại một cách logic và người chơi có thể dễ dàng nắm bắt chúng, đồng thời áp dụng những bài học lý thuyết hấp thu trong suốt hành trình chơi để đánh bại chúng từ việc né đòn, đáp lễ, parkour địa hình cho đến two wheel simulation, bullet hell đến vã mồ hôi để né trưởng của chúng. Có hai mức độ trong game là easy và standard. Theo mô tả trong game này thì easy là độ khó khuyến cáo dành cho người chơi không quen thuộc với thể loại game, còn standard dành cho những game thủ đã quen với dòng game này. Và cũng theo trải nghiệm lần đầu tiên của người viết kịch bản cho game này thì nếu chơi chế độ easy, không quá cố gắng và try hard, khám phá tìm tòi hết đống bí mật thì sẽ mất khoảng tầm 8 tiếng trải nghiệm và rõ ràng là chưa trừ đi thời gian chết đi sống lại nhé. Ở mức khó standard thì không thật sự quá thách thức vì MO chỉ tăng thêm kha khá về độ phức tạp của môi trường, ví dụ như trông gai nhiều và dài hơn, bánh xe quay nhanh hơn và có thêm chướng ngại vật. Có nghĩa là bạn sẽ chỉ mất đi chút thời gian rảnh tay để bốc bim bim hay nâng cấp sting nhấp miệng. Các màn đánh boss giữa hai độ khó cũng không có sự khác biệt. MO đưa ra thử thách tối thượng cho người chơi. Chết ít nhất có thể khi phá đảo các màn chơi, nên nếu bạn là một gã try hard muốn hoàn hảo mọi thứ thì chúc may mắn nha. Kết luận cho tựa game này, MO Astray là một tựa game hết sức đáng thử đối với những người không phải fan cứng của dòng game action, puzzle, platforming và đối với những kỳ cựu trung thành của dòng game này. Bọn mình xin chấm tựa game này được 8.5 trên 10 với 1.5 điểm trừ là ở mảng đồ họa, tuy rất hoàn chỉnh nhưng không để lại ấn tượng lâu dài và gameplay thực sự không có nhiều điểm đột phá mà dựa chủ yếu vào cốt truyện làm điểm hấp dẫn lớn nhất của nó. Bạn sẽ không hối tiếc với trải nghiệm một con slam trong hành trình trở thành Son Goku, vũ khí sinh học hủy diệt hàng loạt đâu. Và đó là toàn bộ những gì mà mình và Blackwood muốn mang đến cho các bạn trong video này. Nếu như các bạn thấy video này hay, hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên bấm like, share nó cũng như đăng ký kênh DLMO để cùng xem game và chơi phim bọn mình. Còn nếu như các bạn thấy nó chán, hãy bấm dislike để bọn mình có thể cải thiện trong video kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.